Hello tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là lớp FIFA Mobile. Thì tất nhiên rồi, như anh em đã biết thì sau khi Big Update sẽ có một cái code. Code thì nói thật là quà rất là bé, nhưng mà mình thấy nhiều anh em háo hức nên là mình sẽ làm cái code này để gửi đến anh em. Code này là của nhà phát hành nha, còn mình chỉ làm cách để anh em nhập thôi. Code thì mình sẽ để ở phần mô tả cũng như là để ở trong group. Anh em nào chưa vào group thì tham gia group ở dưới phần mô tả để đấy nha. Đầu tiên thì đây chính là trang chủ của FIFA Mobile Nexon. Cho anh em nào chưa biết, anh em nào mới chơi, tân thủ chưa nhập bao giờ thì hãy làm như mình nha. Anh em lên Google gõ như mình này. Đây, gõ FIFA Mobile Nexon cho mình. Hiện tại thì mình thấy là mạng cũng khá ổn và anh em đang phản hồi rất tích cực về bản cập nhật này. Mình sẽ làm liên tục một vài video để hướng dẫn anh em các sự kiện còn lại. Đây nha, anh em sẽ ấn vào cái dòng đầu tiên. Lên Google gõ FIFA Mobile Nexon và cái ấn vào cái dòng như vừa rồi mình ấy. Nó ra giao diện như thế này thì anh em sẽ đăng nhập vào. Đăng nhập thì anh em sẽ ấn vào cái ba cái gạch ở góc trên bên trái màn hình như mình đã bấm. Đây là chỗ để anh em ta đăng nhập nha. Cái này thì anh em dùng Gmail hay Facebook thì anh em tự log vào. Như vậy nó lại ra cái giao diện như thế này. Thì anh em lại ấn vào cái góc trên cùng bên trái có ba cái gạch ngang kia kìa. Đấy, ấn vào cái chỗ pháo hoa, đó chính là chỗ nhập code. Cái này thì thật ra mình làm nhanh vì rất nhiều anh em biết rồi. Làm lâu dài anh em lại xem quảng cáo nhiều, mình không thích như vậy. Đây là ra chỗ nhập code, anh em dán cái code vào cho mình. Nếu anh em chưa biết code ở đâu thì anh em lại vào cái trang chủ ấy, nó có thông báo chỗ nhập code ấy. Đây, nó có cái thông báo này. Hoặc là nó hả gửi hẳn cái đường link nhập code kia kìa. Anh em nhập vào cho nó nhanh. Đây, nhập code vào đây. Ấn vào nút đỏ kia. Đây, nó báo như thế này là được nha. Anh em check lại một phát nữa. Đây, thêm một dòng là được anh em ạ. Có chữ 0715 kia kìa. Đấy, mình check phát nữa thì nó sẽ báo là code này nhập rồi. Có lẽ là video của mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Anh em nhập code nhanh nhanh còn vào chơi game nhé. Nếu anh em thấy video của mình hay, hãy cho mình xin một like và subscribe để ủng hộ kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều.